Mình xin giới thiệu với các bạn thiết kế váy cho bé gái xếp lên ngực, thân trước thân sau, sườn, phần 2. Sau khi chúng ta đã thiết kế được phần thân trước thì chúng ta sẽ sử dụng phần thân trước để thiết kế phần thân sau nhanh hơn. Chúng ta sẽ ghim kim lại cho chính xác phần thân trước lên trên một tờ giấy và đánh dấu phần đường chừa ly. Sau đó chúng ta sẽ vẽ lại cổ và phần nách thân sau. Từ thân trước chúng ta sẽ kẻ phần thân sau cổ như sau, đóng thẳng lên, đóng thẳng phần cao cổ lên và phần vai đóng thẳng lên. Sau đó chúng ta chỉ cần tăng lên 2 cm. Đều lên 2 cm. Và chúng ta kẻ được vai thân sau. Từ cao cổ của thân trước chúng ta kẻ ngang sang, kẻ lượn lượn cong cổ thân sau. Nếu các bạn muốn sâu cổ thân sau hơn thì chúng ta có thể hạ xuống tùy ý. Ở đây tôi hạ xuống 2 cm, chúng ta vẽ lại đường lượn cổ thân sau 2 cm, thêm 2 cm nữa. Phần nách từ cái điểm bắt đầu lượn cong này chúng ta ra 0,5 cm và chúng ta kẻ thẳng vai xuống. Chúng ta lượn cong nách. Chúng ta đã được phần cổ và phần nách thân sau. Tiếp tục chúng ta sang dấu ly ở nách sườn. Các bạn lưu ý phần lượn cong nách của thân sau ra 0,5 cm, cho nên khi chúng ta vẽ lại phần ly chúng ta cũng ra thêm 0,5 cm. Chúng ta kẻ sang dấu phần cổ, chúng ta sẽ gập vào và sau đó chúng ta sẽ sang dấu, sẽ gập ly vào.
Bây giờ chúng ta sẽ cắt phần cổ thân sau. Như vậy là tôi đã cắt xong thân sau. Các bạn kiểm tra lại đường sườn cho thật chính xác. Kiểm tra lại vai. Sau đó chỉnh cho thật phù hợp. Như vậy là tôi đã hoàn thành việc thiết kế váy xẻ cho bé có xếp ly, váy cho bé có xếp ly ở ngực và ở phần sườn. Tuy nhiên, công việc đến đây chúng ta cũng chưa thể kết thúc. Sau khi chúng ta thiết kế xong phần chính thì chúng ta phải cắt thêm phần nẹp cổ và nẹp nách. Chúng ta sẽ gập ly vào. Gập ly của thân trước và thân sau vào. Để ra thân áo. Các bạn gặp vào. Đây là thân trước. Đây là thân sau. Vì là tôi dùng giấy A4 cho nên là phải dán nhiều chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt phần miếng nẹp cổ của thân trước và thân sau. Các bạn lưu ý sau khi chúng ta may thì chúng ta sẽ may cái ly từ cổ
xuống đến ngực, may chìm. Và chúng ta sẽ mở phần ly ở dưới đây, phần nách cũng vậy. Cho nên là chúng ta sẽ cắt cái nẹp thật là vừa thôi, không nên cắt miếng nẹp to quá, sẽ làm cho chiếc váy rất là dày phần thân trên. Như vậy cho bé cảm giác rất là nóng đực, không thoát được mồ hôi. Chúng ta sang giấu lại phần nách, phần cổ của thân áo. Đây là thân trước. Đây là thân sau. Các bạn lưu ý với thân sau, chúng ta sẽ cắt rời ở chỗ này. Vì thế chúng ta nên để hở để bé có thể chui vào dễ dàng, hoặc chúng ta làm khóa. Đây là phần cắt rời. Còn thân trước, đây là phần thân trước, đây là phần phải gập làm đôi. Nếu các bạn may khóa dập nước thì các bạn để chừa đường may. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn đây, chúng ta thấy hai thân được giáp vào với nhau ở phần sườn. Chúng ta sẽ may nẹp như sau, sẽ vẽ nẹp như sau. Từ cổ thân trước chúng ta đưa xuống khoảng 4 cm, chúng ta lấy đều. Chúng ta lượn cong như vậy. Và chúng ta sẽ cắt. Nếu bạn vẽ mà cảm thấy là mình vẽ chưa được đẹp cho lắm thì
Khi lúc cắt bạn nên chỉnh cho nó sắc nét hơn. Lưu ý là chúng ta có thể sẽ phải cộng cử động từ 6 cho đến 10 cm. Nếu mà là áo chui, chúng ta nên cộng cử động ngực rộng lớn hơn 6. Còn nếu mà là chúng ta là áo có khóa thì chúng ta chỉ cần cộng từ 6. Với các bé ở cái tuổi đang còn rất là dễ tăng cân thì chúng ta nên cộng cử động rộng ra một chút. Bé có thể là mặc rộng nhưng mà bé sẽ mặc được lâu hơn. Nếu chúng ta cắt vừa vặn quá thì bé chỉ mặc được khoảng 2 tháng 3 tháng. Với bé nhanh tăng cân thì bé sẽ không mặc được nữa, vì nó sẽ chặt, cho nên như vậy dẫn ra rất là lãng phí. Đây là phần tôi đã cắt trên giấy. Chân trước, thân sau. Và nẹp. Sau khi cắt xong, chúng ta sẽ thực hiện cắt ở trên vải. Tôi đã kết thúc phần hướng dẫn thiết kế. Xin chào các bạn. Tôi sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn thực hiện may được sản phẩm từ thiết kế này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.